gửi lời chào đến quý phụ huynh cùng các em học sinh đến với lớp học trực tuyến lớp 1 môn tiếng Việt. Bài tập đọc Ai dậy sớm? Cô cùng các em sang phần giới thiệu bài. Cô mời các em quan sát trên màn hình. Các em thấy trong tranh vẽ gì? Đúng rồi, trong tranh vẽ một bạn nữ đang ra vườn đón ánh nắng ban mai. Xung quanh bạn có vườn hoa đang khoe sắc, những chú bướm bay lượn và những chú chim đang hót vang. Cảnh vật vào buổi sáng thật là trong lành và tươi mới, phải không các em? Để xem bài tập đọc Ai dậy sớm khuyên chúng ta điều gì, cô mời các em đi vào bài học nhé. Phần số 2, luyện đọc. Ở lần đọc thứ nhất, các em sẽ lắng nghe cô đọc mẫu, sau đó đọc thật to và rõ ràng. Ở lần đọc thứ hai, các em đọc vừa đủ nghe. Ở lần đọc thứ ba, các em đọc thầm và trả lời các câu hỏi của cô. Như các em thấy trên màn hình, đây là bài thơ Ai dậy sớm của tác giả Võ Quảng. Khi đọc, các em nhớ đọc tên tựa bài. Khi đọc hết bài thơ, các em nhớ đọc tên tác giả Võ Quảng nhé. Bài này cô sẽ đọc với giọng nhẹ nhàng và vui tươi. Cô mời các em cùng nghe. Ai dậy sớm? Ai dậy sớm? Bước ra vườn, hoa ngát hương, đang chờ đón. Ai dậy sớm? Đi ra đồng, có vừng đông, đang chờ đón. Ai dậy sớm? Chạy lên đồi, cả đất trời đang chờ đón Võ Quảng. Ở lần đọc thứ hai này, cô mong các em sẽ chú ý vào các từ mà cô đã gạch dưới màu đỏ. Các em quan sát trên màn hình. Cô mời các em nghe cô đọc nhé. Ai dậy sớm? Ai dậy sớm? Bước ra vườn, hoa ngát hương, đang chờ đón. Ai dậy sớm, đi ra đồng, có vừng đông, đang chờ đón. Ai dậy sớm, chạy lên đồi, cả đất trời, đang chờ đón, Võ Quảng. Như các em đã thấy trên màn hình, bài tập đọc Ai dậy sớm có tất cả là 12 câu. Đầu mỗi câu được viết hoa chữ cái đầu tiên. Khi đọc, các em chú ý ngắt nghỉ hơi cho hợp lý ở dấu phẩy và dấu chấm. Trước khi luyện đọc từng câu, cô sẽ giúp các em luyện đọc các từ khó mà chúng ta đã gạch dưới màu đỏ nhé. Cô mời các em quan sát trên màn hình. Cô có từ dậy sớm. Trong từ dậy sớm, các em hãy chú ý. Trong tiếng dậy có vần ớ y ay. Trong tiếng sớm, âm đầu là âm sào sẻ, vần ơ mờ ơm. Cô mời các em đọc dậy sớm. Từ tiếp theo, ra vườn. Trong tiếng ra, âm đầu là âm r, âm cuối là âm a. Trong tiếng vườn, âm đầu là âm v, vần ư ơ nờ ương, dấu quyền trên đầu âm ơ. Cô mời các em cùng đọc ra vườn. Từ tiếp theo là từ vừng đông. Các em chú ý trong tiếng vừng, âm đầu là âm vờ, vần ư ngờ ưng. Còn trong tiếng đông, có vần ô ngờ ông. Cô mời các em cùng đọc vừng đông. Từ tiếp theo, lên đồi. Các em chú ý trong tiếng lên, có vần e nờ ên. Trong tiếng đồi, có vần ô y ôi. Cô mời các em cùng đọc lên đồi. Từ tiếp theo là từ đất trời. Các em chú ý trong tiếng đất có vần ớ tờ ốc. Còn trong tiếng trời, âm đầu là âm trờ, vần ơ y ơi. Cô mời các em cùng đọc đất trời. Và tiếp theo là từ chờ đón. Các em chú ý trong tiếng chờ, âm đầu là âm chờ, âm cuối là âm ơ. Còn trong tiếng đón, có vần o n on. Cô mời các em cùng đọc chờ đón.
Cô mời các em cùng đọc lại các từ khó này 3 lần nhé. Lần thứ nhất, cô mời các em đọc. Lần thứ hai, cô mời các em cùng đọc. Lần thứ ba, cô mời các em đọc. Cô sẽ giải thích cho các em hiểu nghĩa của từ vườn đông. Vườn đông là để chỉ cảnh mặt trời vừa mới mọc. Tiếp theo là từ đồi. Đồi là một dạng địa hình nhô cao có đỉnh tròn, sườn thoải. Đồi thường tập trung thành một vùng đó các em. Tiếp theo là hình ảnh của từ đất trời. Đất trời là để chỉ mặt đất và bầu trời. Sau khi đã hiểu nghĩa được các từ khó hiểu, thì cô mời các em cùng đọc lại tất cả các từ khó. Cô mời các em đọc. Dậy sớm, ra vườn, vườn đông, lên đồi, đất trời, chờ đón. Ở phần luyện đọc câu, các em chú ý đọc theo dấu cô đã đánh sẵn nhé. Khi đọc, các em chú ý là nếu mà bạn nào đọc câu đầu tiên, bạn đó sẽ đọc luôn tên tựa bài Ai dậy sớm. Bạn nào đọc câu cuối cùng thì bạn đó phải đọc luôn tên tác giả Võ Quảng nhé. Bây giờ các em nghe cô đọc câu đầu tiên. Ai dậy sớm? Ai dậy sớm? Cô mời các em đọc. Tiếp tục câu số 2. Bước ra vườn. Cô mời các em đọc. Câu số 3. Hoa ngát hương. Cô mời các em đọc. Câu số 4. Đang chờ đón. Cô mời các em đọc. Sang câu số 5. Ai dậy sớm. Cô mời các em đọc. Câu số 6. Đi ra đồng. Cô mời các em đọc. Câu số 7. Có vườn đông. Cô mời các em đọc. Câu số 8. Đang chờ đón. Cô mời các em đọc. Sang câu số 9. Ai dậy sớm? Cô mời các em đọc. Câu số 10. Chạy lên đồi. Cô mời các em đọc. Câu số 11. Cả đất trời. Cô mời các em đọc. Câu số 12. Đang chờ đón. Võ Quảng. Cô mời các em đọc. Các em chú ý là khi đọc, nếu mà các em đọc không kịp thì các em hãy bấm dừng màn hình. Đọc xong rồi, các em hãy bấm tiếp tục nhé. Bây giờ các em hãy đọc lại từng câu của bài Ai dậy sớm 3 lần các em nhé. Lần thứ nhất, cô mời các em đọc. Lần thứ hai, cô mời các em đọc. Lần thứ ba, cô mời các em đọc. Khi đọc, các em nhớ ngắt nghỉ hơi cho hợp lý các em nhé. Sang phần luyện đọc đoạn khổ thơ. Vì bài tập đọc Ai dậy sớm là một bài thơ nên mỗi đoạn là một khổ thơ đó các em. Bài tập đọc Ai dậy sớm, cô sẽ chia thành 3 khổ thơ. Khổ thơ thứ nhất là 4 câu đầu tiên, cô tô màu đen. Khổ thơ thứ hai là 4 câu tiếp theo, cô tô màu xanh. Khổ thơ thứ ba là 4 câu còn lại, cô tô màu cam.
Các em nghe cô đọc phổ thơ thứ nhất. Khi đọc phổ thơ thứ nhất, đọc luôn tên tựa bài. Ai dậy sớm? Ai dậy sớm? Bước ra vườn, hoa ngát hương, đang chờ đón. Cô mời các em đọc. Tiếp tục khổ thơ thứ hai. Ai dậy sớm, đi ra đồng, có vườn đông, đang chờ đón. Cô mời các em đọc. Sang khổ thơ thứ ba. Ai dậy sớm, chạy lên đồi, cả đất trời, đang chờ đón, võ quản. Cô mời các em đọc. Bây giờ các em hãy đọc lại các khổ thơ của bài Ai dậy sớm 3 lần các em nhé. Nếu đọc không kịp, các em hãy bấm dừng màn hình và sau đó bấm tiếp tục. Lần thứ nhất, cô mời các em đọc. Lần thứ hai, cô mời các em đọc. Lần thứ ba, cô mời các em cùng đọc. Sang phần luyện đọc toàn bài. Cô mời các em nghe cô đọc nhé. Ai dậy sớm? Ai dậy sớm? Bước ra vườn, hoa ngát hương, đang chờ đón. Ai dậy sớm? Đi ra đồng, có vườn đông, đang chờ đón. Ai dậy sớm? Chạy lên đồi, cả đất trời, đang chờ đón, võ quản. Khi đọc, các em nhớ chú ý ngắt nghỉ hơi cho hợp lý. Các em hãy đọc lại bài thơ Ai dậy sớm 3 lần. Lần thứ nhất, cô mời các em đọc. Lần thứ hai, cô mời các em đọc. Lần thứ ba, cô mời các em đọc. Trước khi sang phần tìm hiểu bài Ai dậy sớm, các em hãy cùng thư giãn một chút nhé. Sang phần số 3, tìm hiểu bài. Đầu tiên, em hãy đọc lại bài tập đọc Ai dậy sớm. Các em hãy nghe cô đọc và sau đó đọc thầm theo nhé. Ai dậy sớm? Ai dậy sớm? Bước ra vườn, hoa ngát hương, đang chờ đón. Ai dậy sớm? Đi ra đồng, có vườn đông, đang chờ đón. Ai dậy sớm? Chạy lên đồi, cả đất trời, đang chờ đó, võ quản. Và đây là câu hỏi: khi dậy sớm, điều gì chờ đón em? Ở ngoài vườn, trên cánh đồng và trên đồi. Các em hãy nhớ lại nội dung của bài tập đọc và trả lời các câu hỏi này nhé. Và đây là đáp án của cô: khi dậy sớm, điều chờ đón em là ở ngoài vườn, có hoa ngát hương chờ đón em. Ở trên cánh đồng, có vườn đông đang chờ đón em. Ở trên đồi thì cả đất trời đang chờ đón em. Vậy là qua phần tìm hiểu bài, các em thấy được cảnh buổi sáng sớm rất là đẹp. Chỉ những ai dậy sớm mới thấy được những cảnh đẹp ấy, được thưởng thức những niềm hạnh phúc từ thiên nhiên đem lại. Cô cùng các em sang phần củng cố dặn dò.
qua bài tập đọc Ai dậy sớm, cô muốn khuyên các em nên dậy sớm, không chỉ được ngắm nhìn cảnh vật buổi sáng sớm tươi đẹp. Ngoài ra, khi các em dậy sớm còn để đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, tập thể dục và chuẩn bị đến trường đúng giờ, không bị muộn giờ học. Các em nhớ tập thói quen dậy sớm các em nhé. Ở nhà các em hãy học thuộc lòng bài thơ Ai dậy sớm, sau đó đọc cho người thân của mình nghe. Chuẩn bị bài sau là bài Mu chú sẻ. Tiết học ngày hôm nay đã kết thúc. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã chú ý lắng nghe. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi. Hẹn gặp lại các em trong các bài học lần sau.